bằng những tình huống sút xa. Cơ hội dành cho Bình Định, không được, đã có tiếng va chạm. Đó là tình huống va chạm giữa thủ môn Nguyên Mạnh và có lẽ là Hồ Tấn Đài. Đó được coi sẽ là điểm nhấn của hiệp đấu thứ hai này. Các cầu thủ tiếp theo đang đòi hỏi một chiếc thẻ phạt dành cho Hồ Tấn Đài. Pha bóng diễn ra nhanh. Trọng tài Mai Xuân Hùng có một góc quan sát thuận lợi. Tô Bình Định sẽ không được hưởng quả phạt 14m. Quế Ngọc Hải thì đang đòi hỏi, đó sẽ là một thẻ phạt dành cho số 4. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha băng lên này. Bình Định đang chờ đợi vào một quả đá phạt 11m. Như vậy là Hồ Tấn Tài là người đã tiếp xúc với trái bóng trước. Nguyên Mạnh cũng đã băng ra rất nhanh. Không có 11m. Nhưng là trúng sang ngang tay của Văn Hoàng. Đó là tình huống mà Thanh Thảo đã phạm lỗi với Phan Văn Đức. Chiến thắng lúc này đang ở rất gần với Sông Lam Nghệ An. Thái Bá Sang. Chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho Thanh Thảo, một chiếc thẻ đỏ. Hai chiếc thẻ vàng liên tiếp của Thanh Thảo trong khoảng 5 phút. Tình huống rút thẻ vàng thứ hai, ông Ngô Duy Lân đã nhanh chóng cắt còi. Bởi Ngô Duy Lân, ông đã có được một vị trí quan sát thuận lợi. Thua tỷ số, thua cả về nhân sự và thiếu cả may mắn. Một ngày kém toàn diện của BKB Bình Dương. Làm sao qua mắt được ông Ngô Duy Lân ở vị trí quan sát vừa rồi. Một tình huống đạp thẳng vào khu vực đầu gối. Hai thẻ vàng của Thanh Thảo thực sự là rất xấu chơi. Hết sức mạnh mẽ. Và đã có pha phạm lỗi của Đình Mạnh. Các cầu thủ Nam Định đang phản ứng bởi cho rằng đã có tình huống phạm lỗi từ khu vực giữa sân trước khi dẫn tới pha va chạm với Công Phượng. Thẻ phạt dành cho Hoàng Minh Tuấn. Đó là một chiếc thẻ vàng. Hoàng Minh Tuấn là người đã phạm lỗi với Công Phượng. Có lẽ vừa rồi là chiếc thẻ vàng dành cho trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn của Hoàng Anh Gia Lai. Ở bóng đấu trước thì họ cũng có một bàn thắng ở những phút cuối do công của Wesley. Randall đã có một tiếng va chạm không bóng. Trọng tài đứng rất gần. Lâm Anh Quang đã nhận một thẻ vàng trước đó. Tiếng cả người không bóng của Lâm Anh Quang dẫn tới việc anh sẽ bị truất quyền thi đấu. Hai chiếc thẻ vàng chỉ trong ít phút dành cho đội trưởng của Nam Định. Đội bóng vàng sẽ chỉ còn 10 cầu thủ trên sân trong những phút còn lại. Chính xác, thẻ vàng là xác đáng và đó là chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho cá nhân Lâm Anh Quang. Trong những phút đá bù giờ,
Dũng Quang Nho. Trận đấu quá nóng bỏng ở những phút cuối. Penalty! Penalty cho Hoàng Gia Lai. Một cuộc rượt đuổi như phim hành động, những diễn biến mà không ai có thể ngờ tới. Penalty cho Hoàng Gia Lai. Quả đá phạt 11m ở những phút đá bù giờ cuối cùng. Tỷ số đang là 3-3. Cực kỳ kịch tính, cực kỳ hấp dẫn. Không thể tin nổi về những diễn biến trong trận đấu ngày hôm nay. Hoàng Anh Gia Lai dẫn 3-0. Nam Định san bằng tỷ số 3-3 ở những phút đá bù giờ cuối cùng. Và ở những phút cuối cùng này thì Hoàng Anh Gia Lai có cơ hội từ quả đá phạt 11m. Người ngăn chặn quả tạt của Văn Thành đó là Wesley. Không thể tin được, phút đá bù giờ thứ 6 sắp tới, các cầu thủ Nam Định phản ứng quyết liệt. Họ cho rằng cánh tay của Wesley đã khép kín, không làm cho cơ thể to ra một cách bất thường. Cánh tay cũng không vùng cao quá vai, nhưng quyết định đã được đưa ra. Phút đá bù giờ thứ 6, 6 bàn thắng đã được ghi. Công Phượng là người thực hiện quả đá phạt 11m. Cực kỳ căng thẳng. Nếu đây là bàn thắng thì Hoàng Gia Lai sẽ tiếp tục con đường thắng lợi của họ. Công Phượng và thủ môn Đinh Xuân Việt. Công Phượng! Bóng đi vào chính giữa khung thành và đó là bàn thắng mang lại sự bùng nổ. Sự bùng nổ cho các huấn luyện của anh Gia Lai. Quá vất vả để có được bàn thắng này. Một bàn thắng cực kỳ quan trọng, bởi một trận hòa sẽ giáng mạnh vào tâm lý thi đấu của anh Gia Lai trong những vòng đấu sắp tới. Họ tưởng chừng như đã mất gần như là tất cả, nhưng cuối cùng thì vẫn có được bàn thắng quyết định này. 4-3 cho anh Gia Lai. 7 bàn thắng được ghi trên sân Pleiku. Pha lập công thứ 5 của Công Phượng ở mùa giải năm nay, bàn thắng quyết định. Không còn thời gian nữa rồi. Chiến thắng dành cho Hoàng Gia Lai. Tỷ số là 4-3. Chỉ trong vòng có 4 phút đá bù giờ theo thông báo của tổ trọng tài, mọi thứ thay đổi chóng mặt. Hoàng Gia Lai tiếp tục có một thắng lợi nữa ở mùa giải năm nay. Và đến thời điểm này, trọng tài Nguyễn Đức Duẩn đã thổi còi kết thúc trận đấu. Cả hai đội đã hòa nhau với tỷ số là 1-1. Xét về mặt thế trận thì cả hai đội bóng đều thi đấu ngang ngửa. Họ đã đều có những cơ hội tạo ra tình huống nguy hiểm của nhau. Về phía khung thành, bên phía Thành phố Hồ Chí Minh đã có bàn thắng của Linh Nguyễn sau pha phối hợp rất tốt của Barros với Linh Nguyễn. Và những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu thì Trịnh Văn Lợi đã đem về bàn thắng quân bình tỷ số. Đã có những va chạm và tranh cãi của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh bên phía đối với tổ trọng tài, đặc biệt là trợ lý trọng tài, sau pha thổi phạt để cho các cầu thủ Thanh Hóa, Đông Á Thanh Hóa được hưởng một quả đá phạt và giúp cho Đông Á Thanh Hóa có bàn thắng quân bình tỷ số. Vừa rồi là một tấm thẻ đỏ. Rất căng thẳng sau khi kết thúc trận đấu. Trợ lý bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang rất bực dọc. Và bây giờ buổi tường thuật trận đấu giữa hai đội bóng Đông Á Thanh Hóa và Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ vòng đấu thứ 9 của giải vô địch quốc gia AFF năm 2021 của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.